Hey, xin chào mọi người, mình là Tài đây. Hôm nay mình sẽ chơi cái event mới tên là Ý Chí Nghiêm Xương nhé. Thì mình xin lỗi là thứ bảy và chủ nhật mình không livestream được. Hai ngày đó mình bài tập nó về nhiều quá, mình làm không kịp luôn á. Bài tập thời gian là từ 7 giờ và mình làm từ 7 giờ rưỡi tới 11 giờ vẫn chưa làm xong, bởi vì thầy yêu cầu làm tự luận mà 40 câu. Ngồi dài sắp mệt lờ luôn. Ngày thứ bảy mình là mình không thể nào mình giải xong cái đống luôn á, tới tận là mười mấy gần 11 giờ hơn mà thầy kêu là 10 rưỡi là phải nộp rồi, rồi mà 11 giờ hơn mà mình chưa làm xong, mệt lắm. Gì đây, phải bắt mẹ mình dùng nhân vật này à, đừng định mạnh ghét ghê á. Sắp Tết rồi mình cũng phải phụ ba mẹ rồi làm ba cái linh tinh nhà nữa, khổ vãi trưởng ạ. Sắp thi rồi chứ. Kiểu như là ui, nè cái gì ở bài tập cái gì thầy thì bài tập nè, bố mẹ thì việc nhà nè. Ui, thôi kiểu này chắc tôi chết quá. Bây giờ thời gian chơi game đâu có đâu, như giờ để hôm ca mình cũng chẳng cày luôn cơ, nhiều ông xin đồ rồi giờ mình vẫn cho chứ, giờ thay led chắc mình cho mấy ông luôn chứ, mình giờ mình không thời gian mình chơi game nên là ba cái thay led này thôi để sau nhé, mình cày sau cũng được. Bây giờ đâu có thời gian chơi game thì thôi đưa cho mấy ông chơi chứ, để tôi chơi làm gì. Mấy cái cơ chế này cũng dễ nhỉ, nó còn cho tí nhân vật đấy, nó mà cho mình chơi nhân vật của mình là nó chết mở mình. Ở cái nhà kia nó có giới thiệu Onka kìa, nãy mới thấy con Godzilla rồi. Sao nữa, cái vé này dùng được quái gì ta. Mà để tí mình cần biết là mấy cái vé này dùng cái quái gì, mệt méo chịu được. Sao nào, quay ngon vậy luôn, mình đang bị mai nha. Xem nào, 40 hit tăng 300% sát thương, 100 hit tăng 400% sát thương, sẽ rơi về mệt quá cơ. Rồi Genshin mình chưa cài được nhiều nữa. Genshin là cái game mà mọi người phải bỏ ra khá là nhiều thời gian. Rồi mình còn đang định dự kiến là chơi con Liên Minh Tốc Chiến. Xoài Liên Minh Tốc Chiến thì thấy nó hay mà, chứ đâu phải là dạng vừa đâu, không phải tệ hay gì, nhưng mà nó hay thì mình kiểu thử. Sao tại sao nó không thử đúng không? Mà vẫn chơi Honkai là chính, bởi vì Liên Minh Tốc Chiến mình chơi ngu như bò vậy đấy. Chơi cái này đánh gì hit là qua mà. Đặc biệt với cái con mây này thì nó giữ hit nhanh lắm. Tăng hit nhanh, giữ hit cũng dễ đó. Cái vé này đồ không xịn lắm nhỉ. À rồi, sắp mình nói sơ một tí về cái bản 4.3 nhé. Thì nó thật mình phải update thông tin sớm cho mọi người chứ, nhưng mà giờ mình update thông tin hơi trễ. Thì thứ nhất là event. Event thì mình không không biết là có event mẹ gì không, nhưng mà mình biết là nó sẽ có hai cái skin của Bronya và một cái skin của Qiyana Ranger. Đó. Rồi sẽ có hai Valkyrie mới. Cái này không 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 biết là có thể cho là ok, khó và dễ. Không đánh nó cái dễ chứ đi, cái đánh đại đi. Thì nó sẽ cho thấy là hai nhân vật Valkyrie mới. Nó thật nhé, mình nói thật luôn, hai cái nhân vật Valkyrie này là hai nhân vật ở trong cái bộ anime vậy, mình quên mất tiêu rồi. Mấy ông nào biết thì mấy ông bình luận ở dưới phần của mình thì mình nhé. Thì rất mình chắc chắn là hai nhân vật sắp tới, hai một đấy, hình như là một con nhân vật sắp tới là định mệnh, con nhân vật sắp tới là tóc bột cam ấy, là nó hình như nó là một nhân vật Valkyrie mới và nó là một ở trong anime nhá, nó ở trong một bộ anime nào đó mà mình quên mở. Mình có đọc sơ cái cốt truyện về cái bộ anime này là cái con nhân vật nữ chính ấy,
là nó cùng với thằng Nam Chính rồi nó làm cái gì, hình như là cái gì lại Mecha, thuộc thể loại Mecha sao á, cũng chống lại người ngoài hành tinh luôn. Ở trong đây là nó chống lại Honkai, còn ở trong phim là nó chống lại người là người ngoài hành tinh alien hay là gì đấy, hiện tượng siêu nhiên vân 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 may đấy. Đánh cho nhanh xong rồi, nếu các bạn bay là có đại súng năng skill chủ động không rắn, thật không rắn. Dạ anh trời ơi, cái tên quả nhìn nghe chán đó. Trời ơi, thề luôn cái event này chị chơi ngán chết đi được, biết là event mà chẳng có cái pha lê, chẳng có hứng, kiểu hứng thú cho người chơi, mình chẳng muốn chơi, thậm chí là cả cốt truyện nó, cốt truyện tôi có nhiều pha lê mà đánh dài dòng quá mà không muốn chơi. Black Friday. Mệt quá, chẳng muốn chơi cái này luôn. Thế thì hiện tại mình chỉ có thể làm một cái clip ngắn như thế này thôi, nếu mà kiểu mọi người thông cảm cho mình nhé. Chứ giờ thời gian nó không có. À rồi, mọi người biết là cái vụ mà mình quay sập tiếp tế không? Đây, rồi mình quay lộn tiếp tế thì mình đã quay ra được cái đồ tím rồi. Mà khốn nạn nhất là cái chỗ đây Hikari, hay Hikari mà còn Hikari T nhá, mình ghét quá, mình rã luôn, ghét lắm rồi, chẳng muốn nói gì hơn. Đây này còn hai vé này, mà có gì để đập đâu, giờ mà có gì để đập. Thật luôn, lôi đao gốc quỷ má, cái này mình cần nè. Sao mà chơi gì chó vậy, biết thế mình để pha lê mình quay cái này. Cái này mà quay ra thêm một cái mẹ của con đó kia này nữa là khóc ra máu luôn. Thì tại mình cứ để vé đi. À, thôi thì thôi, clip mình xin tạm dừng tại đây nhá. Thì đây chỉ là một cái clip ngắn thôi. Thì mình sẽ làm một cái clip đàng hoàng hơn vào ngày mai hoặc ngày mốt. Kết hợp giờ chẳng có thời gian rồi ạ. Mình sẽ stress lỗi nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Bye.